mùa dịch Covid này ở không làm gì, ở nhà các bạn á, làm động tác này lấy một cây chổi hay là một cái cây gì cũng được, nó tiện cầm bay. Các bạn làm động tác này nha, hít vào, hai tay giơ thẳng lên, ưỡn ra giống như là các bạn kéo cái dây cung căng ra, căng cái dây cung ra, hít vào chờ cái khí nó, cái hơi nó, khí trời nó tràn ngập cái bụng này, phía dưới là bụng dưới nè, hít vừa tới đây là cũng ngưng thần, ngưng một tí xíu, cô động lại một chút, chừng vài giây thôi, rồi bắn tên đi, hơi cầm người lại một xíu và dứt khoát mạnh mẽ kết thúc. Thở ra, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Thở ra giống như nén hơi bộc phát ra một cái gì đó, toàn bộ hơi được đẩy như là một cái quả bom nó bung ra, thì nó giống như là các bạn đẩy toàn bộ cái hơi độc trong người mình nó đi ra ngoài, thì nó khỏe lắm bạn. Xem tôi làm nha. Rồi hôm nay tôi hướng dẫn các bạn, một số bạn mà chưa có kinh nghiệm, chưa có kỹ năng xử lý tình huống trong trường hợp mà bị tấn công. Anh này á, là anh cầm cây kiếm, anh đâm tôi, đâm đi thử đi, đâm đi, đâm cái điểm anh đâm là nó sẽ hướng tới cái mục tiêu cuối cùng là ở ngay cái điểm này, các bạn để ý ha, thấy ha. Thì cái cây thanh gươm này tất cả đều là chiến lược các bạn, chiến lược tốt thì một người không nhất thiết phải có kỹ năng tốt, kỹ năng tập luyện lâu dài, sức khỏe tốt, một kỹ năng chịu đựng tốt không nhất thiết, mà toàn bộ là do chiến lược. Thì cái cây kiếm này tôi ví nó như là không chỉ là một thanh kiếm, một thanh gỗ, mà cao hơn tí xíu nữa nó có thể là một cái chướng ngại vật gì đó, một chiếc Honda đang lao tới và một chiếc xe tải, một chiếc xe bus đang lao tới, chiếc xe bus á, thì nó có thể là nó sức mạnh nó hơn các bạn nhiều. Ra chiến trường đi chiến đấu hay là làm bất cứ công việc gì, các bạn luôn đừng có chủ quan, luôn đặt mình ở một cái vị trí thấp nhất, không có gì cả, không có sức khỏe, không có kỹ năng, nó luôn luôn đặt mình ở vị trí là thấp hơn đối phương, để mình không có bị lâm vô tình trạng là tự cao tự đại, cái đó sẽ giết mình, giết chết mình. Mình luôn luôn đặt mình là yếu thế hơn đối phương, yếu thế hơn cái chiếc xe bus đó, chiếc xe tải đó rất là nhiều. Tôi là chỉ là một chiếc xe đạp thôi. Thì chiếc xe đạp này khi một chiếc xe tải lao tới với vận tốc rất cao và một sức mạnh rất lớn, thì bản thân tôi có tập luyện cỡ nào đi nữa cũng chắc chắn là cái lực sẽ không bằng bên đối phương, đâm nhiều không. Thì ở đây cái mũi kiếm nó đâm vô như thế này, thì hay là chiếc xe tải nó lao vô đây là cái vị trí nó muốn xâm lược, xâm chiếm là ở ngay điểm này. Thì ngay cái điểm này là do bên kia, bên đối tác, đối phương họ muốn chiếm lĩnh cái vị trí này, hoặc là hơn nữa họ càng quét đi qua một đoạn xa. Vậy thì các bạn để cho cái lòng tham của họ, lòng chiếm hữu của họ tồn tại ở điểm này, thì các bạn phải di chuyển, phải làm cho bản thân mình mất tiêu, triệt tiêu ngay cái điểm này. Mà cái gì cũng vậy, càng tiết kiệm được cái sức lực của các bạn càng nhiều càng tốt. Thì có thể bạn học rất nhiều kỹ năng, biết rất nhiều, giỏi lắm, rất là giỏi, bay nhảy tùm lum hết, đây bóng lên nóc nhà rồi, xây lên căng đủ trò hết, nhưng mà càng tiết kiệm sức lực càng nhiều càng tốt. Và nó có theo chiến lược là nó sẽ có nhiều xu hướng đó, đi tới đây cái sức mạnh của người ta tới ngay chỗ này,
Thì các bạn chỉ cần di chuyển cho tôi một bước một duy nhất thôi, chân trước kéo chân sau đi. Thì phân tích nha, mình di chuyển trực diện đối với sức mạnh này được không? Mình có bốn hướng để mình di chuyển đối diện với sức mạnh này thì không thể được. Sức mạnh này nó quá lớn ha, quá lớn. Một chiếc xe tải, một chiếc xe xe bus nó đang càn quét tới, không thể nào lấy trứng chọi với đá được. Ok ha. Cho dầu bạn là có người thép đi nữa, tập luyện rất tốt đi nữa, không thể nào lấy bản thân mình nhỏ bé để đối chọi nó. Mà cho dầu lực có ngang bằng nhau thì khả năng hai bên tổn thương sẽ rất cao. Cho nên không đi trực tiếp để đối kháng với cái quy luật này. Vậy thì đi bên đâu? Bên hông. Cầm kiếm. Giờ để cái này, để vô bộ phận con này, tránh tổn thương. Giờ đi đâu? Đi trước mặt, trước mặt của đối phương cũng được, với điều kiện bạn có phải có nhiều kỹ năng hơn nữa, đúng không? Thí dụ như đi trước này, nhưng mà anh này thì ảnh sẽ dư tay, dư một tay đi, dư thêm một chân, tay này, chân này ảnh có thể đi chỏ, chân này ảnh có thể đá thóc lên bộ hạ của bạn. Các bạn phải mất công suy nghĩ thêm vấn đề đó nữa. Mặc dù có thể tổn thương anh này, nhưng mà cách đó là không khôn ngoan. Vậy thì đi lùi được không? Đi lùi thì cái lực của anh này, vận tốc của anh này là lớn hơn bạn rất nhiều lần. Có thể bạn sẽ chậm hơn cái lực đối phương, cái vận tốc của đối phương. Thành ra đi lùi cũng là không khôn ngoan các bạn. Đi bên hông mới là khôn ngoan. Đó. Thấy không các bạn? Toàn bộ đều là chiến lược. Thì đi bên hông thì dầu gì nó cũng sẽ đỡ hơn. Mặc dầu anh này có thể làm cú đờ ve, nhưng mà nó cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tại vì anh này đang dùng lực ở phía trước rồi. Các bạn thấy không? Đang ngon chớn đi lực ở phía trước là ảnh nghĩ ảnh chiếm ưu thế. Nhưng mà rồi ảnh đi cú đờ ve thì nó cũng sẽ hơi vất vả. Nhưng mà dầu gì đi nữa thì ở đây đi qua bên phía bên hông anh ta vẫn là an toàn hơn. Rồi lúc đó nương theo lực các bạn sẽ có làm những động tác gì tùy ha. Đó, dài thế hay làm gì đi nữa, hoặc cho lực phụ lực để đẩy ảnh đi, cho lực ảnh đi tới luôn đều tốt hết. Thành ra giải quyết bên hông là tốt nhất. Các bạn hình dung ha, thành ra tất cả là chiến lược trước. Rồi tôi chỉ chỉ các bạn một xíu vậy thôi. Tại vì thời gian nó dài lắm, nó sẽ làm cho các bạn sẽ cảm thấy ngấy ha. Bây giờ quay trở lại quay trở lại về cái chém này đó. Thì con đứng bên này chút xíu nha, tiền chút xíu đó. Cao cấp hơn cái xíu nữa, làm mọi thứ chính xác tuyệt đối các bạn, chính xác tuyệt đối. Thì các bạn nhắm cái bàn tập chém á, tập chém để cho lấy giúp cho sức khỏe mình tốt hơn á, thì qua đó cũng kiểm soát được cái hành động của mình. Khi mình làm một việc gì nó cũng chuẩn xác, nhanh chóng, gọn lẹ. Một là một, hai là hai, không có chuyện là phải giải quyết nhiều công đoạn mới được một vấn đề ha. Hết vào, nhắm vào một mục tiêu. Các bạn đừng có lấy người nha. Ở đây tôi sẵn là thí dụ cho các bạn thôi. Cái này nó tương đối khó. Tại vì cái này tôi tập luyện cả chục năm rồi, mấy chục năm rồi, thành ra mới được ở cấp độ này. Các bạn ở nhà các bạn rồi, cái đem người ra thí nghiệm là rất là nguy hiểm nha các bạn. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Không chế lực, xiết hai tay lại. Nhắm mắt.
Rồi các bạn luyện tập nha.